The present Trong bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu về cấu trúc câu và cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn được tạo thành bằng cách sử dụng động từ to be ở thì hiện tại am, is, are với động từ ở dạng verb in. You are learning English. You aren't learning English. Are you learning English? sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu quy tắc thêm in cho động từ đối với hầu hết các động từ ta chỉ việc thêm in ngay sau động từ ví dụ cook cooking watch watching sing singing study studying với các từ có tận cùng là e khi chuyển sang dạng in thì sẽ bỏ e rồi mới thêm in dance dancing write writing improve improving một số ngoại lệ đối với động từ kết thúc bằng e see seeing flee fleeing knee kneeing age, aging, die, dying, singe, singing những động từ có một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm trước phụ âm cuối đó là một nguyên âm thì gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm in get, getting, put, putting, run, running quy tắc gấp đôi phụ âm cuối không áp dụng với những động từ kết thúc bằng w x y ví dụ show showing box boxing carry carrying đối với những động từ có hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu thì không gấp đôi phụ âm cuối ví dụ visit Visiting. Open. Opening. Listen. Listening. Tuy nhiên, nếu trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai thì vẫn theo quy tắc cấp đôi phụ âm cuối, ví dụ admit, admitting, begin, beginning, prefer. Preferring. Nếu động từ kết thúc bằng i-e, thì chuyển i-e thành i dài rồi mới thêm in. Ví dụ, lie, lying, tie, tying, die, dying. nếu động từ kết thúc bằng c thì thêm k rồi mới thêm in ví dụ picnic picnicking traffic trafficking panic panicking chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về cấu trúc câu ở thì hiện tại tiếp diễn nhé cấu trúc câu khẳng định có trật tự như sau chủ ngữ cộng động từ to be, cộng, động từ ở dạng verb in. Trong đó S là chủ ngữ, chủ ngữ có thể là các đại từ nhân xưng, hoặc danh từ, hoặc tên riêng. Động từ to be được chia phù hợp với chủ ngữ. Tiếp theo là động từ ở dạng verb in. Đây là những thành phần chính trong câu. Chúng ta cùng theo dõi ví dụ sau. He is cycling. Anh ấy đang đi xe đạp. Trong ví dụ này, he là chủ ngữ, he is là động từ to be, verb in là cycling. They are dancing. Họ đang khiêu vũ. Trong ví dụ này, they là chủ ngữ. Are là động từ to be thích hợp đi với chủ ngữ. Dancing là động từ dance chỉ ở dạng vấp in. He is listening to music. Anh ấy đang nghe nhạc. Trong ví dụ này, he là chủ ngữ. Is là động từ to be đi với chủ ngữ he. Listening là động từ listen thêm đuôi in. Music là tân ngữ của động từ listen. Cấu trúc câu phủ định gồm chủ ngữ, động từ to be, thêm not, và động từ ở dạng verbing. Các bạn có thể nói hoặc viết ở dạng rút gọn như sau. I'm not. Bạn có thể viết tắt em thêm not. Is not. Isn't. Are not. Aren't. Các bạn theo dõi ví dụ sau. She isn't reading a book. Bạn ấy không đọc sách. Trong đó, she là chủ ngữ. Động từ to be sau, she là isn't. Rồi đến động từ read ở dạng verbing, reading. Ở book là tân ngữ siêu động từ read. She isn't dancing. She's jumping. They aren't cycling. They are riding horse. Trong câu hỏi nghi vấn, hay còn gọi là Yes, no questions. Động từ to be đảo lên đứng trước chủ ngữ, rồi đến động từ ở dạng verb in. Câu trả lời ngắn. Nếu đúng, yes, chủ ngữ rồi đến động từ to be phù hợp với chủ ngữ. Nếu không đúng, no, sau đó là dạng phủ định của động từ to be. Are they dancing? Yes, they are. Are they cycling? No, they aren't. Is she reading? No, she isn't. She's doing her homework. Is she jumping? Yes, she is. Use. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn nhé. Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Cách dùng này thường kết hợp với các trạng từ: now, at present. At the moment có nghĩa là lúc này, hiện tại. Hay những từ như look, be quiet. Xem kìa. Nhìn kìa. Hãy im lặng. It's raining now. Bây giờ trời đang mưa. Look, the cat is playing the piano. Xem kìa. Một chú mèo đang chơi đàn piano. Oh, sorry. I'm doing my homework at the moment. Xin lỗi bạn, bây giờ mình đang làm bài tập. He's bathing the baby now. Anh ấy đang tắm cho con. thì hiện tại tiếp diễn còn diễn tả hành động đang xảy ra nhưng không nhất thiết tại thời điểm nói. Cách dùng này thường đi kèm với ngữ cảnh và kết hợp với các trạng từ như today, this week, this term, this year. Các bạn theo dõi ví dụ sau. Linda, what are you doing these days? Linda, dạo này bạn đang làm gì thế? Oh, I want to work in Japan, so I'm learning Japanese. Ồ, oh, tớ muốn làm việc ở Nhật Bản, vì vậy, tớ đang học tiếng Nhật. Mặc dù Linda không đang học tiếng Nhật tại thời điểm nói, cô ấy muốn nói rằng cô ấy đã bắt đầu học, nhưng vẫn chưa hoàn thành, cô ấy vẫn đang tiếp tục học. I'm reading Heart of Darkness by Joseph Conrad. Tôi đang đọc cuốn Heart of Darkness của Joseph Conrad không hẳn ngay vào lúc nói điều này người nói đang đọc cuốn sách đó mà là bạn ấy đã bắt đầu đọc nó nhưng chưa đọc xong bạn ấy đang đọc giờ cuốn sách thì hiện tại tiếp diễn còn dùng để diễn tả hành động trong tương lai gần thường được dùng với các động từ chỉ sự di động như go come leave cách dùng này thường phải kết hợp với một trạng từ chỉ thời gian và thường diễn tả một sự sắp xếp trong tương lai đã được dự định trước vì nếu không có trạng từ chỉ tương lai, người nghe thường dễ hiểu nhầm là hành động đang xảy ra. Các bạn theo dõi ví dụ sau. I am going to my friend's birthday party tonight. Tôi sẽ đến dự tiệc sinh nhật của bạn tôi tối nay. My aunt is coming tomorrow and is staying here until next summer. Dì tôi sẽ đến vào ngày mai và sẽ ở đây cho đến mùa hè năm sau. thì hiện tại tiếp diễn còn dùng để diễn tả hành động xảy ra trái với lệ thường. Mệnh đề có hành động thường xuyên xảy ra, thành thói quen sẽ được chia ở thì hiện tại đơn. Còn mệnh đề có hành động xảy ra trái với lệ thường sẽ được chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Ví dụ: I usually drink coffee after breakfast, but today I am drinking tea. Tôi thường uống cà phê sau khi ăn sáng, nhưng hôm nay tôi đang uống trà. Peter usually drives to work, but today he is cycling. Peter thường lái xe đi làm, nhưng hôm nay, anh ấy đang đạp xe. Thì hiện tại tiếp diễn còn diễn tả hành động là dự định hoặc kế hoạch trong tương lai gần. Ví dụ I'm meeting Sue this weekend. We are attending her brother's wedding anniversary. Tôi sẽ gặp Sue vào cuối tuần này. Chúng tôi sẽ tham dự lễ kỷ niệm ngày cưới của anh trai cô ấy. They are holding a joint press conference this weekend. Họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung vào cuối tuần này. Một số cách sử dụng khác của thì hiện tại tiếp diễn. With a point in time to indicate an action which begins before this point and probably continues after it. with a point in time to indicate an act Một số cách sử dụng khác của thì hiện tại tiếp diễn. with a point in time to indicate an action which begins before With a point in time to indicate an action which begins before this point and probably continues after it. Thì hiện tại tiếp diễn còn diễn tả hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định. Hành động đó bắt đầu trước thời điểm này và có thể vẫn tiếp tục sau đó. Các bạn theo dõi ví dụ sau. At 10 o'clock we are watching television. Lúc 10 giờ, chúng tôi đang xem tivi. thì hiện tại tiếp diễn còn dùng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại gây nên sự bực mình hay khó chịu. Ví dụ, Paul lost his keys again. He's always losing keys. Paul lại mất chìa khóa. Anh ấy cứ làm mất chìa khóa suốt. Paul loses his keys too often. Kate is never satisfied. She's always complaining. Kate không bao giờ hài lòng. Cô ấy hay phản nàn lắm. Kate complains too often. You are always watching television. Con cứ suốt ngày xem truyền hình. You watch television too often. Thì hiện tại tiếp diễn còn dùng để diễn tả hành động cùng song song xảy ra ở hiện tại. Ta thường gặp các trạng từ while, whereas. Ví dụ, while I'm cooking, he is watching television. Trong khi tôi nấu ăn, anh ấy đang xem tivi. Whereas I am playing the piano, she is dancing. trong khi tôi đang chơi piano, cô ấy khiêu vũ. thì hiện tại tiếp diễn còn dùng để diễn tả hành động mang tính chất tăng tiến dần với more and more. ví dụ more and more young people are spending too much time on the internet ngày càng có nhiều người trẻ dành quá nhiều thời gian cho internet More and more people are choosing online payments. Ngày càng có nhiều người lựa chọn thanh toán trực tuyến. Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu một số động từ không dùng ở hình thức tiếp diễn. Động từ không có hình thức tiếp diễn sẽ không được chia ở thì này. Dù trong câu có dấu hiệu nào đi chăng nữa, thì các động từ đó cũng chỉ chia ở thì hiện tại đơn hoặc một thì tương đương. nhóm động từ tôi muốn giới thiệu với các bạn trước tiên, đó là những động từ chi giác. To feel. Cảm thấy. To hear. Nghe. To see. Nhìn. To smell. Ngửi. To taste. Có vị. Ví dụ, ouch, I feel a sharp pain in my left hand. Ouch, tôi cảm thấy đau nhói ở tay trái. I hear a noise outside. Tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Do you see the girl over there? Anh có nhìn thấy cô gái kia không? The soup smells sour. Súp có mùi chua rồi. This coffee tastes strange. Cà phê này có vị lạ lắm. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa rằng khi trong câu có các động từ chỉ sự cảm nhận, tiếp nhận thông tin qua tai, mắt, mũi. Chúng ta thường không dùng dạng tiếp diễn. Để nói về hành động nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy. Trong một hoàn cảnh cụ thể, chúng ta thường dùng can, can hear, can see, can smell. Ví dụ, I can see the boat quite clearly now. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy chiếc thuyền khá rõ ràng. You can taste the soup. And see if there's enough salt in it. Bạn có thể nếm thử súp xem đã đủ muối chưa? Can you hear someone knocking at the door? Bạn có nghe thấy ai đó gõ cửa không? You can smell this and tell me what you think it is. Bạn có thể ngửi thấy mùi thứ này và cho tôi biết bạn nghĩ nó là gì? Nhưng khi mang nghĩa khác. To see, to taste, to hear, to smell. Vẫn dùng được ở thì tiếp diễn. Các bạn theo dõi ví dụ sau. I am seeing Jane tomorrow. Tôi sẽ gặp Jane vào ngày mai. Trong câu này động từ see có nghĩa tương đương với động từ meet. They are tasting dumplings. Họ đang ăn bánh bao. Trong ví dụ này động từ taste có nghĩa tương đương với động từ eat. She is hearing complaints about new product quality. Cô ấy đang nghe những lời phàn nàn về chất lượng sản phẩm mới. Trong câu này, động từ to hear có nghĩa tương đương với động từ listen formally to. Why are you smelling the paper? Does it smell strange? Tại sao bạn ngửi giấy? Nó có mùi lạ không? Trong câu hỏi đầu tiên, động từ to smell có nghĩa tương đương với động từ to sniff. Trên thực tế khi làm bài tập chia động từ, các bạn cần chú ý ngữ cảnh đặc biệt. thì được theo sau bởi một tính từ chỉ cảm xúc hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần động từ to look và to feel thường được sử dụng ở các thì đơn giản nhưng cũng có thể được sử dụng ở thì tiếp diễn. Các bạn theo dõi một số ví dụ sau. How do you feel? Bạn cảm thấy thế nào? I feel better now. Bây giờ tôi thấy khá hơn rồi. How are you feeling? Bạn cảm thấy thế nào? I'm feeling better now tôi cảm thấy khá hơn rồi mark looks ill mark is looking ill mắc trông ốm yếu lắm to look when it means to resemble chứa được to seem dường như coi bộ có vẻ như to be in most cases là thì to have when it means to possess có động từ to be khi chỉ trạng thái không dùng ở thì hiện tại tiếp diễn. Thường trong cấu trúc to be với tính từ. Các bạn theo dõi ví dụ sau. Allison is beautiful. Allison thật xinh đẹp. Allison is a beautiful girl. Allison là một cô gái xinh đẹp. Động từ to be vẫn được dùng ở thì tiếp diễn để diễn tả một ai đó đang cử xử như thế nào. Các bạn theo dõi ví dụ sau. Bob is being very polite means Bob is behaving politely. Bob đang cư xử rất lịch sự. Luke is being impolite means Luke is behaving impolitely. Luke đang cư xử không lịch sự. Động từ to have khi mang nghĩa sở hữu thì không dùng ở thì hiện tại tiếp diễn. Ví dụ: He has a new car. Anh ấy có một chiếc xe mới. I have a baby sister. Tôi có một em gái nhỏ. Nhưng khi mang ý nghĩa khác to have vẫn được dùng ở thì tiếp diễn, lúc này động từ to have không chỉ sự sở hữu mà nghĩa của nó tùy thuộc vào danh từ theo sau. Ví dụ, She is having a bath. Cô ấy đang tắm. He is having a fever. Anh ấy đang bị sốt. những cụm từ củng cố ý kiến luận điểm to assume giả định rằng cho rằng to believe tin rằng to consider cân nhắc xem xét to doubt nghi ngờ tự hỏi to find means to consider nhận thấy xét thấy to suppose cho rằng to think nghĩ rằng to feel means to think. Động từ to think khi có nghĩa tương đương với to believe hoặc to have an opinion thì không dùng ở thì hiện tại tiếp diễn. Ví dụ: I think that learning English is very important. Tôi nghĩ rằng việc học tiếng Anh là rất quan trọng. What do you think of the film? Bạn nghĩ gì về bộ phim? động từ chỉ hành động nhận thức là loại động từ mô tả những hoạt động không thể nhìn thấy tôi xin giới thiệu một số động từ chỉ hành động nhận thức phổ biến to forget quên to imagine tưởng tượng hình dung to know biết to concern quan tâm to notice chú ý để ý nhận ra to recognize nhận ra công nhận nhìn nhận to remember nhớ to understand, hiểu. Những động từ diễn tả hoạt động tâm trạng, cảm xúc cũng không dùng ở thì hiện tại tiếp diễn. Sau đây là một số động từ thường gặp. To envy, ghen tị. To fear, sợ. To dislike, không thích. To hate, ghét. To hope, hy vọng. To like, thích. To love, yêu to mind để tâm to prefer thích hơn to regret hối tiếc to want muốn to you wish ước ừ. những động từ sau đây cũng không dùng ở thì hiện tại tiếp diễn to contain bao gồm chứa đựng to cost tiêu tốn chi phí phí tổn to hold nắm giữ to measure, đong đếm, dữ liệu to weigh, cân Chúng ta cùng luyện tập cách chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn các bạn nhé. Put the verbs in brackets into their correct form. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. 1. The earth is getting warmer and warmer. 2. Technology Is changing the way we communicate. 3. The population of our city is increasing very fast. 4. Thanks to the great effort of doctors and nurses, her health is starting to improve. 5. The cost of health care is rising in many countries. 1. The earth is getting warmer and warmer. Trái đất ngày càng ấm lên. 2. Technology is changing the way we communicate. Công nghệ đang thay đổi cách chúng ta giao tiếp. 3. The population of our city is increasing very fast. Dân số thành phố của chúng tôi đang tăng rất nhanh. 4. Thanks to the great effort of doctors and nurses, her health is starting to improve. nhờ sự nỗ lực tuyệt vời của các bác sĩ và y tá sức khỏe của cô ấy đang bắt đầu được cải thiện. 5. The cost of health care is rising in many countries. Chi phí chăm sóc sức khỏe đang tăng lên ở nhiều quốc gia. 6. Be quiet, please. Peter is trying to do his homework. 7. Will you give me a lift? I am having problems with my car today. 8. Lucy is watching a film at the moment. 9. He is seeing the doctor tomorrow. 10. It's 6 o'clock and my mother is cooking dinner in the kitchen. 6. Be quiet, please. Peter is trying to do his homework. hãy im lặng đi nào, Peter đang cố gắng làm bài tập về nhà. 7. Will you give me a lift? I am having problems with my car today. bạn sẽ cho tôi quá giang chứ, hôm nay tôi đang gặp vấn đề với chiếc xe. 8. Lucy is watching a film at the moment. Lúc này Lucy đang xem phim. 9. He is seeing the doctor tomorrow. Anh ấy sẽ gặp bác sĩ vào ngày mai. 10. It's 6 o'clock and my mother is cooking dinner in the kitchen. Bây giờ là 6 giờ và mẹ tôi đang nấu bữa tối trong bếp. 11. Your brother is staying in today but he usually goes dancing every night. 12. Look, David is driving to school. 13 lucy is always arriving at school late 14 he is planning what to do this summer holiday 15 ouch you are standing on my foot 11 your brother is staying in today but he usually goes dancing every night Anh trai của bạn hôm nay ở nhà. Nhưng bình thường buổi tối anh ấy thường đi khiêu vũ. 12. Look. David is driving to school. Nhìn kìa, David đang lái xe đến trường. 13. Lucy is always arriving at school late. Lucy luôn đến trường muộn. 14. He is planning what to do this summer holiday. Anh ấy đang lên kế hoạch những việc sẽ làm trong kỳ nghỉ hè này. 15 Ouch you are standing on my foot. Ouch bạn đang đứng trên chân tôi đấy.